Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày hôm qua, ngày 15 tháng 3, khiến 3 nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 tại đại lý ga số 142 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà bốc cháy, hai nạn nhân được người dân giải cứu trong tình trạng bất tỉnh, ngay sau đó đã được chuyển tới bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy tới hiện trường để tiến hành dập lửa. Tất cả các lối ra vào của căn nhà 3 tầng đều trong tình trạng khép kín, khí ga bốc ra mạnh nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy do hít phải nhiều khí ga đã bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 30 phút sau, với sự nỗ lực hết mình của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt.